Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Các đồ họa ngày càng phát triển. NVIDIA tung ra thế hệ Ampere RTX 3000 series, AMD tung ra kiến trúc Big Navi RX 6000 series. Điểm chung của cả hai hãng đó chính là đều hướng tới trải nghiệm sử dụng hiệu năng cao trên độ phân giải 2K, 4K hoặc thậm chí là cả 8K. Sẽ thật lãng phí hiệu năng của các dòng card đồ họa mới nếu như các bạn chỉ sử dụng những mẫu màn hình thông thường. Vì thế, ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang tới cho các bạn hai mẫu màn hình mới của LG thuộc phân khúc gaming sẽ giúp các bạn tận hưởng trải nghiệm gaming ở mức tốt nhất. Nếu xét trên khía cạnh gaming, điều mà nhiều bạn quan tâm nhất đó chính là về phần tấm nền. Với mẫu màn hình Ultra Gear LG 32GN600 được trang bị tấm nền VA, còn đối với mẫu màn hình LG 27GN800 được trang bị tấm nền IPS. Thoạt nhiên thì mình đã lo lắng việc sử dụng tấm nền VA sẽ có chất lượng kém hơn tương đối khi so với tấm nền IPS. Nhưng thực tế khi mình sử dụng không hoàn toàn giống như vậy, thì khi mình tiến hành đo đạc và sử dụng thực tế thì mẫu màn hình Ultra Gear 32 inch có chất lượng phải nói là khá ổn đấy. Thực ra thì phải nói là cao ấy, khi đạt tới 95% giải màu sRGB, 78% giải màu Adobe RGB, hỗ trợ HDR10. Và việc quan trọng nhất đó chính là được cân lại màu sẵn từ nhà sản xuất và góc nhìn gần như là tuyệt đối giống như là IPS. Tấm nền VA cũng có một ưu điểm đó chính là độ tương phản cao và màu đen cực kỳ sâu. Cá nhân mình đánh giá màn hình Ultra Gear 32 inch sẽ thiên về chơi game, giải trí đa phương tiện nhiều hơn liên quan đến làm việc. Còn màn hình Ultra Gear 27 inch thì câu chuyện lại hơi khác một chút. Tấm nền được trang bị là IPS có chất lượng cực kỳ tốt khi đạt tới 99% giải màu sRGB, 89% giải màu Adobe RGB và dĩ nhiên vẫn được cân màu từ nhà sản xuất. Nếu như các bạn đặt màn hình 32 inch và 27 inch lại gần nhau thì đều sẽ thấy được đó chính là màn hình của tấm nền IPS sẽ có màu sắc rực rỡ và đậm hơn. Thế nên trong quá trình sử dụng cũng như mình tham khảo từ mọi người đều thấy được, nếu như bạn đang cần một mẫu màn hình vừa chơi game lại có thể làm các công việc liên quan tới chỉnh sửa màu như edit video và Photoshop thì phiên bản sử dụng màn hình IPS sẽ là sự lựa chọn rất đáng để quan tâm. Và một điều không thể thiếu được đó chính là những cài đặt có sẵn qua màu này, FPS này, read mode các thứ đều rất đầy đủ. Các bạn chỉ cần điều khiển thông qua phím joystick ở ngay bên dưới màn hình với các setting mặc định từ nhà sản xuất cũng rất tốt rồi. Còn dĩ nhiên nếu như bạn nào mà có nhu cầu sử dụng màu sắc khác biệt thì có thể tùy chỉnh tùy theo ý kiến cá nhân. Chuyển tới phần quan trọng nhất đó chính là về phần độ phân giải. Độ phân giải của cả hai mẫu màn hình đều là 2560x1440 hoặc một số bạn có thể gọi là độ phân giải 2K. Và tần số quét lên tận 165Hz đối với mẫu màn hình LG 32 inch và 144Hz đối với mẫu màn hình 27 inch. Tần số quét 144Hz và 165Hz là một trong những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt nếu như các bạn so với mẫu màn hình thông thường. Đấy là chưa kể tới độ phân giải lên tận 2K. Thêm một điều nữa cũng ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng màn hình gaming, đó chính là về phần độ trễ của màn hình. Nếu như các bạn chỉ nhìn sơ qua thì hầu hết những mẫu màn hình các bạn xem được ở trên mạng ấy thì đều khó phân biệt được, đều kiểu ghi chung chung quá, kiểu độ trễ 1 mili giây. Thế nhưng rất may LG đã ghi đầy đủ, cụ thể độ trễ chuyển động M là 1 mili giây, hay kiểu 1 mili giây MBR là độ trễ chuyển động M giảm xuống 1 mili giây, thì các bạn sẽ đỡ gặp hiện tượng bóng mờ hơn và khi kiểu chuyển động bóng ma nó sẽ ít hơn giữa các khung hình chơi game. Còn yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất tới trải nghiệm gaming đó chính là G2G hoặc G2G hay là Gray to Gray, tức là thời gian chuyển đổi giữa hai màu là 5 mili giây đối mẫu màn hình 32 inch, còn đối mẫu màn hình đây 27 inch chỉ có 1 mili giây mà thôi. Các game thủ bình thường cho tới chuyên nghiệp đều rất hài lòng với độ trễ khoảng 5 mili giây. 1 mili giây đương nhiên rồi, nó ngon quá này, không đáng để nói nữa. Thì để cho dễ hình dung hơn nhá, một mẫu màn hình thông thường có tấm nền IPS tần số quét 60Hz mà một số bạn đang chơi game ở nhà cũng như là trong đó có cả mình nữa thì độ trễ cao rất nhiều, từ 7 mili giây tới tận 15 mili giây cơ mà. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể chơi game ầm ầm mà không gặp bất cứ một vấn đề nào cả. Thế nên khi các bạn sử dụng hai cái mẫu màn hình này thì trải nghiệm sẽ vô cùng thú vị đấy. Các bạn có thể thắc mắc với mình tại sao mẫu màn hình 32 inch độ trễ lại cao hơn khi so với mẫu màn hình 27 inch. Vô cùng dễ hiểu và đơn giản thôi, mẫu màn hình 32 inch có mức giá chỉ hơn 9 triệu đồng trong khi mẫu màn hình 27 inch có mức giá nhỉnh hơn một chút xíu, đó chính là hơn 11 triệu đồng. Và các bạn nên nhớ rằng không phải màn hình nào có tấm nền IPS chất lượng cao có độ phân giải lớn lên tận khoảng 2K hoặc 2560x1440, tần số quét 144Hz cũng có thể làm được cái độ trễ xuống chỉ còn 1 mili giây. Thế nên mức giá của nó đắt thì nó là chuyện dễ hiểu mà, đúng không? Một mẫu màn hình cho chơi game
tất nhiên sẽ không thể nào thiếu được các công nghệ bổ trợ đối với cả hai mẫu màn hình là AMD FreeSync và G-Sync Compatible, là hai công nghệ đều được hỗ trợ. Và cả hai công nghệ này đều cách thức hoạt động về cơ bản là tương đối giống nhau, đồng bộ giữa tần số quét của màn hình và FPS trong game, chống hiện tượng xé hình xảy ra. Điều khác biệt đó chính là các bạn lựa chọn cả đồ họa như nào sao cho nó tối ưu nhất mà thôi. Và một điều nữa các bạn nên nhớ rằng AMD FreeSync là hỗ trợ sẵn, không cần chip, còn NVIDIA G-Sync bản chất ra về lý thuyết chính xác ấy là cần một con chip tới từ NVIDIA để có thể hoạt động, hoặc màn hình có chất lượng phải nói là cực kỳ tốt mới có thể update firmware từ nhà sản xuất để có thể G-Sync Compatible. Có G-Sync Compatible ấy thì cả hai mẫu màn hình này đều có, và vì thế chất lượng của nó rất tốt, mình khẳng định lại cho các bạn. Và công nghệ đồng bộ hành động kép, thật ra thì đây là một kiểu công nghệ nghe nó hơi cao siêu một chút, giúp các bạn giảm độ trễ giữa thao tác bàn phím và màn hình để có thể chiếm lấy lợi thế ở trong game. Như ở phần đầu video mình có nói, đó chính là về phần tấm nền VA có ưu điểm độ tương phản rất cao, màu đen rất sâu. Nhưng trong một số trường hợp, màu đen sâu quá sẽ làm các bạn khó nhìn đối thủ hơn. Và LG đã khắc phục được cái vấn đề điểm yếu đó với công nghệ Black Stabilizer, giúp đẩy sáng các vùng tối lên cao hơn để giúp các bạn có thể dễ quan sát hơn. Và dĩ nhiên, cái mẫu màn hình IPS này cũng hỗ trợ công nghệ đấy. Thì đây sẽ là công nghệ giúp các bạn chơi game FPS rất thích. Và ngoài ra nữa, cũng liên quan tới FPS, crosshair, các bạn sẽ có một cái crosshair đầy đủ kích thước từ một chấm nhỏ tới một dấu cộng tầm này nhá, vào kiểu CSGO bắn ốp hết nấc luôn. Hoặc một số các tựa game khác không có crosshair, các bạn có thể có một chấm hiển thị để bắn dễ hơn. Đây không bị tính là phần mềm thứ ba nhá, không bị tính đâu nhá. Thế nên chắc chắn sẽ không có chuyện các bạn bị ban nick được. Có thể nói đây là một kiểu lợi thế bắt được, giành lấy ưu thế trước đối thủ, hoặc có thể do mình nghĩ ra thôi. Thì đấy là trải nghiệm khi mình sử dụng chơi game. Còn trải nghiệm khác thì sao? Về mặt thị giác, thiết kế bên ngoài của LG Ultra Gear mang tới cho mình được một sự đơn giản và hiện đại ở trong phong cách thiết kế. Ba màn hình, ba cạnh viền xung quanh rất mỏng và hoàn toàn có thể gọi là không viền theo những cách quảng cáo của hãng. Và mình thấy đúng công nhận là không viền thật. Cạnh dưới sẽ dài hơn một chút để đảm bảo cái phần độ bền và là nơi đặt thêm các linh kiện khác của màn hình. Và chính giữa thì là logo của LG. Điểm nhấn của màn hình nằm ở phía sau. Khi mình nhìn ra mặt sau, các bạn sẽ nhìn thấy logo. Đầu tiên mình cứ tưởng là logo của LG được cách điệu ra, nhưng thực tế là không phải. Đây là dòng logo Ultra Gear, chữ U và chữ G được cách điệu lại. Thì mình thấy nếu một thời gian nữa, sau khoảng độ 1 đến 2 năm xuất hiện thị trường, thì đằng trước này logo LG sẽ không còn nữa, và biết đâu sẽ là logo của Ultra Gear thì sao. Đây là một nhận định của mình, các bạn có đồng ý với nhận định của mình không? Ý kiến là dưới mục bình luận nhé. Thì mình sẽ có một số lưu ý nhỏ dành cho các bạn, là mặc dù cổng kết nối trên hai mẫu màn hình LG rất đầy đủ, cổng tai nghe, HDMI, DisplayPort, nhưng nếu như các bạn sử dụng thì nên cắm cổng DisplayPort để có thể nhận được tần số quét đến tận 165Hz, bởi vì vốn dĩ cổng HDMI hoặc là HDMI bị giới hạn lại ở độ phân giải 2560x1440 144Hz. Các bạn nên ghi nhớ điều này, bởi vì mình đã gặp rất nhiều người cắm không chuẩn xong man màn hình tới hãng để kêu vì không được như ý. Đây là điều dễ hiểu mà các bạn nào mà tham gia các cái hội nhóm, các group ấy thì đều thấy được cái tình trạng này xảy ra. Và cục nguồn theo máy cũng vô cùng nhỏ nữa, bởi vì công suất chỉ có 63W thôi. Và khi các bạn không hoạt động thì công suất tối đa sẽ rơi vào khoảng 0.3W. Thế nên chắc chắn các bạn sẽ không phải lo lắng vấn đề tốn điện. Chân đế trên hai mẫu màn hình LG có thiết kế khá phổ thông, có thể ngửa ra trước, ra sau và thế rồi, chỉ có mỗi thế thôi. Đây chính là điểm mà mình thấy LG cần cải tiến trong phiên bản kế nghiệm. Bởi vì đối với cá nhân mình sử dụng là một người thường xuyên cần thay đổi góc nhìn, xoay ra các hướng để có thể xem. Thế nhưng khi mà mình nhìn nhận về mặt tích cực thì đối với game thủ là một người gần như không bao giờ thay đổi về góc ngồi khi chơi game. Thế nên việc chân đế cố định sẽ giúp cho giữ cái trải nghiệm chơi game trong một thời gian dài. Còn cá nhân mình thì mình quyết định mình sẽ mua một chân đế VESA cắm vào thì mình thấy sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì kiểu đu ra đu đưa các thứ vẫn thích hơn mà. Và đây sẽ là bảng thông số của cả hai mẫu màn hình Ultra Gear 27 inch và 32 inch. Các bạn có thể tạm dừng video để có thể theo dõi một cách chi tiết hơn. Và vừa rồi là phần đánh giá hai mẫu màn hình đến từ LG. Một bên là Ultra Gear 27GN800, một bên là mẫu màn hình LG Ultra Gear 32GN600. Vậy thì ý kiến của các bạn như nào? Đâu sẽ là mẫu màn hình các bạn chọn mua? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.